trận đôi thứ nhất, Kim Thuận, Trọng Hưng là tiền đội Đồng Nai, Tuấn Huy, Văn Tú là tiền đội Hà Nội. Điều hành trận đấu trong tài chính, Công Hương, trọng tài Đông Cầu, Anh Tuấn. Để pin anh thế nhỉ? Lê Duy Nam đánh tay trái, không tới phát cầu lỗi, điểm 97 cho Hải Phòng. Hồng Hải Thái Bình có đánh nha mọi người. Rất tốt, bàn lưới rất nhanh từ Lê Duy Nam. Đánh cầu xấu là số 3. Sau những phút nữa sẽ tiếp tục thi đấu các trận thi đấu đôi. Đánh cầu xấu là một bên vừa kết thúc các trận đôi. Tổ trọng tài sẽ số 3 tại điểm. Chín đều. Nhắm mắt. Cắm cây này. Đánh bên góc phải. Ok, đây là giải cầu lông toàn quốc bao gồm tất cả tay mạnh vượt cầu lông chuyên nghiệp Việt Nam, những tay vượt mạnh nhất của cầu lông Việt Nam nha. Anh làm gì có cơ hội để đánh cái giải này. Tuổi gì mà đánh, đánh nói chỉ lên được 1-2 điểm thôi. Đây, chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu 19 cho An Thanh Huy. Cơ hội tấn công cho Lê Duy Nam. Đập cầu dọc biên rất tốt, điểm san bằng 10 đều cho Lê Duy Nam, Bộ Công an. Anh em Hải Phòng ai cổ vũ cho An Thanh Huy không? Có anh em Hải Phòng ở đây comment Hải Phòng xem nào, xem có bao nhiêu người Hải Phòng đang xem live stream hôm nào. Rất cố gắng từ An Thanh Huy. 11 trước. Bắc Ninh chưa đánh nha mọi người. Thành phố con cái thằng 15 tuổi. Cái thằng 15 tuổi của thành phố đánh chưa? Thầy đang làm gì 15 tuổi bác? 15 tuổi, sáng nay hỏi nó bỏ trong 15 tuổi không? Không phải đâu. Thầy đang là 2 cấp 3 mà. 2 cấp 3 là 16 tuổi. Ok, Vương Nguyễn sau trận này là đôi nam nhá. Đôi nam mới hay. Thực sự đôi nam sẽ rất hay, đôi nam rất cân bằng luôn. Chém cầu rất xa nhưng An Thanh Huy vẫn vớt cầu lên được, rất hay. Cầu ngoài sân, điểm 12-10 cho Lê Duy Nam. Quốc Học thua nha mọi người. Phải nói là trận đấu đấy Minh Phúc đánh quá hay, Học thua mất rồi. Còn nhiều. Rất bình tĩnh từ Lê Duy Nam. Những pha hất cầu thuận tay của Lê Duy Nam, Hùng liên tưởng đến những pha hất cầu thuận tay của Linh Đan vậy. Ngoài. Nhìn rất giống nhau. Hôm nay thì số đã là 11-12. Phía gần màn hình của chúng ta là vận động viên Lê Duy Nam, Bộ Công an. Phía xa màn hình là tay vợt An Thanh Huy của Hải Phòng. Những ai quê hương Hải Phòng cổ vũ An Thanh Huy nào? Ai Hải Phòng găm 1 nào? Để xem có nhiều người Hải Phòng không? Thử điểm danh em có bao nhiêu cổ động viên của Hải Phòng nhá. Mọi người găm 1 đúng không ạ? Không được. Cầu không qua lưới rồi. 13-11 cho Lê Duy Nam. Ơi găm 2 là như nào chị Linh siêu kêu ơi? Găm 1 Hải Phòng nhá. À chị chào em đúng không? 2 là chào Hùng. Bên này. Hay thế nhỉ? Dướn rất tốt từ Lê Duy Nam, rất xuất sắc.
điểm 14-11, những pha cứu cầu không tưởng của Lê Duy Nam rất cố gắng. 14-11 cho Lê Duy Nam. An Thanh Huy cũng rất xuất sắc và Lê Duy Nam cũng vậy. Hai tay vợt phải nói là thánh cứu cầu. Hay phết nhỉ. Điểm 12-14. Một cầu tốt từ Lê Duy Nam, dứt điểm rất tốt. Lê Duy Nam không còn phá lưới như hôm qua nữa rồi. Hôm qua Lê Duy Nam được cầu vào lưới rất nhiều nhưng hôm nay chưa thấy tình huống nào cả. 15-12. Mất chân rồi, không còn nữa rồi. 13-15 cho An Thanh Huy. Vâng, vẫn quả cứu cầu quá tốt. Với cầu tốt quá, chân Lê Duy Nam rất tốt. 16-13 cho Lê Duy Nam. Ok, Nguyễn Quốc Anh, Quốc Học đánh rồi nhá. Quốc Học thua Minh Phúc Hải Phòng trong vòng 2 set. Ok, mọi người dùng chia sẻ live stream để có nhiều người hơn xem hơn nữa, để Hùng bình luận nó máu hơn nữa nào. Chán được mỗi suất xôi bình luận hết mất rồi. Cầu ngoài sân 18-13 cho Lê Duy Nam. Vậy là khoảng cách là 5 điểm rồi. Nó sẽ một lợi thế dẫn điểm khá sâu cho Lê Duy Nam. Cuối 9-13 cho Lê Duy Nam trong set đấu thứ nhất. Vâng, khả năng cao trên 90% là Lê Duy Nam sẽ giành chiến thắng trong set đấu này. Dù sao thì nhìn cầu của An Thanh Huy có rất nhiều các đường cầu lắt léo hay, tuy nhiên vẫn cứu được, vâng, không qua lưới. Ôi, em cảm ơn chị Nguyễn Ngọc rất nhiều, mọi người ủng hộ Hùng. Dù Hùng chia sẻ thôi, để Hùng cố gắng nào. Nhìn người xem nhiều bao giờ nó cũng có năng lượng hơn, nó cũng muốn bình luận hơn. Con nhiều trời. Cầu rất sát lưới. 20-14. Sao sao các anh? Em có biết tán gái đâu. Rất bình tĩnh từ Lê Duy Nam. Vẫn qua lưới, pha lật lưới, vẫn còn. An Thành Huy vẫn đang rất cố gắng. Cầu hỏng. Điểm 15-20 An Thành Huy vẫn còn. Ok, áo xanh là chuyên đơn. An Thành Huy đánh đơn có vẻ không chuyên bằng. Non rồi, vẫn vẩy lên được, cổ tay khỏe nhá. Rất hay. Hùng rất thích quả vẩy, ve vẩy như thế nhá, vẩy nhẹ một cái quả. Điểm rút ngắn 16-20 cho An Thanh Huy. Cầu trong sân, trận đấu thứ nhất kết thúc, chiến thắng cho bộ công an 21-16. Ok, tranh thủ các vận động viên đang nghỉ giải lao, chúng ta xem trận đôi giữa cặp đôi Huy Tú của Hà Nội đối đầu cặp đôi của Đồng Nai nha. Cặp đôi Kim Thuận và cái gì kia không nhìn thấy.
Trọng Hùng và Kim Thuận. Ông quân cua cũng tốt thôi, bởi vì ông này còn phải mang bao nhiêu kg trên người. Trận đồng đội nữ Đồng Nai mình cũng không để ý mọi người ạ. Chả rồi. Anh Văn Thơ Nguyễn là ở Đồng Nai anh ơi. Trận Đồng Nai em không để ý ạ. Đập cầu từ Lê Văn Tú. Bật rất nhanh. Lê Văn Tú và Lương Tuấn Huy. Cặp đôi đã vô địch giải hội làng giải Mạo Khê Quảng Ninh năm 2018. Giải đấu 50 triệu. Ôi, hay quá, vẫn qua. Rất bình tĩnh nhưng đó là một pha cầu thiếu lực. Ok anh nhìn ra, ông thần tài kia đúng chứa bia tốt. Chị shot rất hậu hứng. Vâng, bắt lưới rất hay. Hồng Nam. Cháu chào chú Thiên Đức nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Chúng ta chào nhau lại được không? Để Hùng xem là có những ai đang theo dõi live stream của Hùng nào. Thủ cầu rất ngẫu hứng. Vâng, rất bình tĩnh. Tay vợt. Kim tay vợt. Cái gì Hùng đấy. Tay vợt tên Hùng đến từ Đồng Nai. Đúng rồi, cặp đôi bên kia không ăn được đâu. Không thể ăn được. 21-12, chiến thắng khá cách biệt. Ok, chúng ta trở lại với sân đấu bên này nhỉ. Trận đấu giữa An Thanh Huy và Lê Duy Nam tiếp tục chuẩn bị vào set đấu thứ hai. Ok, cảm ơn Bùi Xuân Đạt đã gửi lời chào Hùng nhá. Cảm ơn em Minh Hoàng nhá. Ai đang theo dõi live stream này có thể comment 1 để Hùng có thể nhìn thấy tên và có thể chào mọi người để cảm ơn mọi người đúng không ạ? Hùng rất muốn biết rằng những cái tên nào đang theo dõi ủng hộ live stream của Hùng. Còn set đấu thứ hai đã bắt đầu rồi. Điểm số đầu tiên sẽ dành cho vận động viên nào đây? Cầu ngoài sân 1-0 cho Lê Duy Nam, Bộ Công an. Anh cảm ơn Quang Huy rất nhiều nha. Quang Huy cũng phải thật cố gắng để chơi cầu thật tốt cho Việt Nam nha. Quang Huy một tay vợt rất là trẻ, đến từ Phú Thọ, đồng hương với người em của Quốc Học, cũng đang tập tại đội tuyển cầu lông Việt Nam. Đánh xuống. Không đánh kịp. Cầu không qua lưới, điểm 2-0 cho Lê Duy Nam. Ok, em xin chào anh Nguyễn Hữu Hải nha. Cảm ơn Nguyễn Kim Trưởng nha. Anh Nguyễn Kim Trưởng nha. Cảm ơn Nguyễn Sơn. 3-0 cho Lê Duy Nam, bắn lưới rất nhanh. Có vẻ hôm nay Lê Duy Nam đã vào tay và đánh tự tin hơn hôm qua rất là nhiều. Không còn cầu hỏng nữa. Quá hay. Pha cầu của Lê Duy Nam rất nhẹ nhàng. Thủ cầu hay từ An Thanh Huy. Đó là một pha công cầu hơi lỗi của Lê Duy Nam. Điểm số đầu tiên cho An Thanh Huy 1-3. Sau trận đấu này thì tiếp tục Quốc Học sẽ ra sân nha mọi người. Quốc Học sẽ đánh đôi nam với anh Thịnh. Cầu ngoài sân, rất đáng tiếc cho An Thanh Huy. Điều cầu đã rất tốt rồi nhưng thừa lực mất rồi. Điểm số tiếp theo cho Lê Duy Nam, 4-1 cho Bộ Công an. Ok, nếu mọi người thấy live stream này hay và mọi người có thể giúp chia sẻ live stream này đến nhiều người xem hơn để họ có thể được thưởng thức những trận đấu hay cùng chúng ta hay không? Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ đi nào. Đập cầu ngoài sân. 5-1 cho Lê Duy Nam. Đội điểm 2-5. Ok, xin chào anh Đào Hồng Cần nhá.
Mọi người đừng quên theo dõi Facebook của Hùng ở để chế độ xem trước tiên để nhận được thông báo mỗi khi mà Hùng live stream những trận đấu hay. An Thanh Huy đã mất chân trong tình huống vừa rồi. Một pha cầu khá tinh tế của Lê Duy Nam. Điểm 6-2 cho Lê Duy Nam, 7-2 cho Lê Duy Nam. Nếu Minh Phúc thi đấu trận đấu này thì kết quả có thể sẽ khác. Tuy nhiên đây An Thanh Huy rất khó. Lê Duy Nam đánh cầu rất chắc chắn. Cầu ngoài sân rất đáng tiếc, đổi điểm 3-7 cho An Thanh Huy. Vâng, cảm giác cầu của Lê Duy Nam rất nhẹ nhàng và chắc chắn. Đúng rồi, anh Nhâm Nguyễn ơi, giải này đánh vòng tròn nhá. Quốc Học đánh rồi, anh Tú Nguyễn nhá. Quốc Học thua đơn rồi. Thua Minh Phúc Hải Phòng trong vòng 2 set. Và set đấu sau thì Quốc Học sẽ đánh đôi. Set sau Quốc Học sẽ đánh đôi. Không qua lưới. Tiếp tục là một điểm số cho An Thanh Huy, điểm rút ngắn 4-7. Nó xanh thắng thôi. Ông dự đoán thì trận đấu này Lê Duy Nam sẽ thắng trong vòng 2 set. Và trận đấu sau thì tiếp tục là một trận đấu của Quốc Học nha. Đập cầu cạch từ An Thanh Huy. Cầu cầu không tốt của Lê Duy Nam. Đổi điểm 5-7. Đúng rồi, trận đơn này mà thắng sẽ là 2-1. Rồi sau đó sẽ được xem hai trận đôi. Tôi khẳng định rằng hai trận đôi giữa Bộ Công an và Hải Phòng sẽ cực kỳ hay mọi người ạ. Bởi vì đó là một trận đấu đánh giá rất cân tài cân sức. Đúng rồi, anh Phạm Quang Hòa đánh tại nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên nhá. Ok, gồm có 9 đơn vị đánh đồng đội nam nha anh ơi. Nữ thì cũng tầm đó. Thái Nguyên chắc là có chứ nhỉ. Thái Nguyên năm nào cũng đánh mà. Chủ nhà chắc là vẫn đánh. Trước trước Lê Duy Nam thắng 21-16 nha mọi người. 21-15 hay sao ấy. Ok, điểm số đã rất sát nút rồi. 6-7 cho An Thanh Huy. Vâng, lại là một pha cầu ăn điểm với tình huống tương tự như thế từ Lê Duy Nam. Đã có rất nhiều đường cầu như thế. Tiếp tục là một điểm số tốt của Lê Duy Nam. Điểm 9-6. Ok anh Nam ơi. Duy Nam đánh chuyên nghiệp mà, anh đánh cho Bộ Công an lâu rồi mà. Đánh chuyên nghiệp nhưng chỉ đánh trong nước thôi. Bởi vì ra quốc tế thì gần như là các vận động viên Hà Nội và Hồ Chí Minh hết rồi. Nói là so với các vận động viên Hà Nội và Hồ Chí Minh thì Lê Duy Nam vẫn không bằng. Ở ngoài sân rồi, tuy nhiên Lê Duy Nam đã phán đoán không chính xác. Đội điểm 7-9 cho An Thanh Huy. An Thanh Huy vẫn đang rất cố gắng. Cố lên nào. Ok, chị Lê Hương cổ vũ cho Hải Phòng. Anh em là cổ vũ cho Hải Phòng, cổ vũ thành tập thể đi. Cho nó máu. Cầu rất mạnh, cảm giác như kiểu sắp móp rồi. Nhưng ra ngoài sân mất rồi. Điểm 8-9, An Thanh Huy phát cầu. Thì cầu rất sát lưới, không còn cơ hội nữa rồi. Điểm 19 cho Lê Duy Nam. Vâng, dường như về đánh lưới Lê Duy Nam hơn hẳn đối thủ của mình. Trận thi đấu tiếp theo thì sẽ số 1.
trận đấu thứ hai Vinh Quang Phú Thảo đại diện Đồng Nai, Mạnh Thắng Hồng Nam đại diện Hà Nội. Điều hành trận đấu trong thời chính Anh Toàn, Tuấn Đông Cầu, Ngọc Phương. Số 1 Việt Nam thì vẫn là Tiến Minh nha mọi người ạ. Ôi giời. Xin mời tổ trọng tài sân số 3 vào vị trí. Ok, nửa set đấu thứ 2 đã trôi qua. Vâng, Lê Duy Nam vẫn duy trì lợi thế dẫn trước. Điểm số đang là 11-8. Này chắc là 3 đơn 2 đôi. Ok, anh Thảo Đỗ Bắc Giang đánh cả đồng đội nam và đồng đội nữ nha anh ơi. Bắc Giang có đánh. Đúng, anh Khương Đức chuyên đôi nhưng mà phải đánh 3 đơn nên là An Thanh Huy vẫn vào đánh đơn. Vào đánh đơn bình thường. Nhìn dạo như kia nhưng mà ra thế giới là vẫn không ăn thua, không chịu được. Điểm cầu rất gắt từ Lê Duy Nam. Điểm 12-8 cho Lê Duy Nam. Hôm nay Lê Duy Nam được cầu không vào lưới phát nào, rất xuất sắc. Phu Hồng, Đỗ Thị Hoài, đại diện đội Thái Bình. Mỹ Tiên, Lê Thanh, đại diện đội Thành phố Hồ Chí Minh. Ok mọi người. Hùng sẽ trả lời cho câu hỏi sáng nay để anh đến mấy giờ. Với tất cả các trận đấu trên sân kết thúc sau cái loạt đồng đội này thì sẽ kết thúc thi đấu nha mọi người. Mỗi một buổi thì chỉ có thể thi đấu được 5 trận thôi. Mỗi một buổi chỉ có thể thi đấu được 5 trận thôi. Có nghĩa là chỉ một nội dung đồng đội thôi. Một pha cầu rất đơn giản đến từ Lê Duy Nam. Điểm 13-9 cho Lê Duy Nam. Đập cầu rất cố gắng từ An Thanh Huy, một điểm số rất xứng đáng. Điểm số rút ngắn 10-13 cho An Thanh Huy. Khá hay. Một cầu rất tốt từ Lê Duy Nam. Điểm 14-10 cho Bộ Công an. Cái sân nó to thế này đấy, nó sẽ dường nó bùng phát. Cầu lỗi từ Lê Duy Nam. Rồi điểm 11-15 cho An Thanh Huy. Ok, buổi chiều không thi đấu nha mọi người. Buổi chiều không thi đấu, chỉ đánh sáng và tối. Cầu lỗi từ An Thanh Huy. 16-11. Rồi khả năng cao là set đầu thứ hai là Lê Duy Nam chiến thắng rồi. Không có đơn nữ cho em ơi, nhưng anh không quay. Đơn nữ là thuộc đồng đội nữ, đánh đồng đội, đánh 5 trận thì 3 trận đơn mà. Giải này là giải đồng đội nhá, không có cá nhân. Đôi. 17-11 cho Lê Duy Nam. Vẫn còn. Cầu ngoài sân. An Thanh Huy mệt rồi. Đường cầu không còn chính xác nữa. Có lẽ anh đang giữ sức cho trận đôi sau để cố gắng. An Thanh Huy là vận động viên chuyên về đôi và đánh với Lê Duy Nam thì đúng là cửa dưới.
Tập cầu dọc biên rất tốt. Điểm số rút ngắn 12-18 cho Lê Duy Nam trong set đấu thứ cho An Thanh Huy trong set đấu thứ hai. Phật cầu lôi 19-12 cho Lê Duy Nam. Không được mà đưa cái giải này. Rất thấp đánh cái giải hội làng nó cũng bằng đấy rồi. Ok, 21-12 Lê Duy Nam, chiến thắng thực sự rất thuyết phục. Xét 1 21-15, xét 2 21-12. Vậy là chúng ta sắp được xem trận đôi rồi. Ông sẽ kết thúc, cũng xin phép mọi người kết thúc cái live stream này để bắt đầu một live stream mới. Nếu mọi người thích xem, mọi người hãy trở lại live stream của Hùng sau ít phút nữa nha. Để chất lượng mạng có thể tốt hơn thì Hùng sẽ bắt đầu live stream mới. Sân số 2, trận thi đấu đôi Trường Giang Vĩnh Phúc đại diện đội Hải Phòng, Phan Thiết Quốc Học đại diện đội Công an Nhân dân, điều hành trận đấu là chính Thế Toàn đại diện cầu Công Hương 5/3. Giang Phúc Hải Phòng.